Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1.000 tốc cần ODA này bác. Thì tổng chương trình để góp nó có 2% tổng nguồn cung AirDrop này các bạn. Chết cho dự án cho các bạn được. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chat cho bạn. Rồi bạn AirDrop xa đi tiếp nha bạn. C-X-U-S. Rồi các bạn muốn ta nào các bạn, rồi việc đầu tiên các bạn cho nên giúp này. Sau cần giúp các bạn lướt cấp xa, sorry các bạn để rồi nha các bạn cho nên vào cần giúp các bạn lướt cấp xa các bạn, rồi không có cấp xa các bạn, rồi các bạn cho tiếp kênh seller nữa, sau đó các bạn cho tiếp kênh seller nữa ba kênh, sau đó các bạn đón. Sau đó các bạn follow Twitter cho tăng 3 người bạn nữa. Trên Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉ nhận như tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Sau đó các bạn mới đắp lên nè. Các bạn điền lại username Twitter các bạn nha bạn. V này nè, 9. Đấy. Sau đó các bạn submit like và tweet nữa, link tweet lên nè. Thì bằng anh Twitter tất cả bạn nghe like nè. Trên Twitter bạn nhấn ba bên cùng nhấn vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đặt tweet nè. Sau khi mình kết lên để cho bot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB sang máy trên bet20 trên chiếc chocolate của mình nè. Để cho bot nè. Rồi, các bạn muốn analyze chết số cần của mình nha bạn. Mình đã nhận được 1.000 tốc cần EODA nè các bạn. Và nhiều link ghép chia sẻ trong bè thằng Gin tốc cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.